Hôm nay về cho các bác một chiếc Ferris Compton nằm trong bộ sưu tập New Highline mới ra mắt của nhà Ferris Compton đây. Một chiếc đồng hồ phải nói là cực kỳ đẹp. Và chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có mã hiệu là FC New Highline 310S4NH6B. Cái mức giá niêm yết tại hãng cực kỳ cao các bác nhé. Em nhớ không nhầm thì cái mức giá niêm yết của nó lên đến 69 triệu 500 ngàn tại hãng ở Việt Nam. Tuy nhiên hôm nay thì các bác chỉ cần bỏ ra là 32 triệu 500 ngàn new 100% full box cho mẫu sản phẩm này. Cái giá nghe thơm đúng không các bác? Giá chưa đến một nửa so với mức giá niêm yết. Hơn nữa các bác chú ý nhé, đây là một chiếc new full box và có trang bị thêm cho các bác một bộ dây cao su màu đen. Bộ dây cao su này có một cái điểm mà rất hay mà em sẽ nói đến cho các bác, đó chính là cái chốt thông minh. Đấy, các bác chỉ cần kéo nhẹ như thế này thì các bác có thể thay thế giữa hai bộ dây này cho nhau một cách hoàn toàn là thủ công ở nhà mà không cần phải ra ngoài hàng tốn mấy chục nghìn đúng không ạ? Ở nhà luôn các bác có thể thay thế được. Ví dụ như hôm nay chán thì chúng ta có thể đeo dây thép, hoặc là hôm sau thì mình thích thì mình có thể lên dây cao su. Chúng ta có thể thay thế hai bộ dây cho nhau. Mà mức giá, đặc biệt là cái mức giá chiếc đồng hồ này phải nói là có một cái mức giá cực kỳ thơm thời điểm hiện tại, 32 triệu 500 ngàn new 100% full box. Rồi, với chiếc New Highline này thì chúng ta cũng sẽ có một chiếc đồng hồ với trang bị thiết kế cực kỳ ấn tượng. Đây cũng là một cái thiết kế mà cho đến thời điểm hiện tại thì các bác có thể thấy đây là một cái thiết kế khá là khác biệt so với tổng thể toàn bộ những cái mẫu FC từ trước đến nay. Một bộ dây thiết kế theo kiểu dạng H-Link bản dẹt. Khóa thì chúng ta có một cái phần khóa rất đẹp được thiết kế dựa trên logo của FC. Đây các bác nhìn thấy không? Khi mà đóng lại thì chúng ta sẽ thấy logo FC xuất hiện trên phần khóa. Một khóa rất đẹp đúng không ạ? Còn về thiết kế bezel và càng thì thật sự là ấn tượng. Các bác liên tưởng đến những cái mẫu như là Patek Philippe đúng không? Hoặc là Vacheron Constantin cũng sẽ có cái thiết kế kiểu na ná như thế này. Đây là một chút gọi là ADN của người nổi tiếng. Thế cho nên là cái chiếc đồng hồ này của chúng ta cũng sẽ được chào đón hơn rất là nhiều. Với trang bị là size 41mm cùng với độ dày chỉ nhỉnh 10mm thôi. Lắc to lắc thì chỉ rơi vào tầm khoảng đoạn 45. Thì con này nó khá là dễ lên tay. Anh em chỉ cần có cổ tay loanh quanh 16cm như em là đã có thể chơi được và chơi rất đẹp rồi. Đấy, phần càng rất là ngắn. Thế cho nên là nó sẽ giúp cho chiếc đồng hồ chúng ta dễ dàng lên cổ tay hơn rất là nhiều. Là một chiếc đồng hồ văn phòng như các bác có thể nhìn thấy là cọc kim cũng như thiết kế phần càng cũng như là bộ dây thì trông có vẻ gì đấy nó khỏe khoắn, nó nam tính hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đặc biệt hơn nữa thì chúng ta cũng sẽ có kính sapphire nguyên khối được thiết kế theo kiểu dạng cuvette làm hơi cong. Và hơn nữa thì nó sẽ có trang bị lớp phủ chống lóa màu xanh dương rất là đẹp. Các bác nhìn nghiêng thì các bác có thể thấy là lớp phủ chống lóa này sẽ có gam màu xanh dương. Thế nên là ngoài cái màu trắng vintage ra của mặt số dial thì các bác có thể thấy là nhiều khi là chúng ta sẽ thấy là chiếc đồng hồ chúng ta sẽ có phảng phất của màu xanh blue đấy. Thì đó đến từ cái lớp phủ chống lóa bên ngoài của chiếc đồng hồ này. Và với lớp phủ chống lóa như vậy thì nó khiến cho chiếc đồng hồ chúng ta kính của nó trong vắt luôn, không có gì để mà phản cãi đúng không ạ? Về cọc kim thì các bác có thể thấy, nhìn thấy bộ cọc kim này nó sẽ xuất hiện trên một vài mẫu kiểu dạng như là FC Index. Thì đây cũng là một cái bộ cọc kim cũng khá là nổi tiếng của nhà FC. Trông thì có vẻ đơn giản thôi nhưng cái bộ cọc kim này nó sẽ khiến cho chiếc đồng hồ chúng ta trông có nét gì đấy nam tính hơn, nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Ngay chính giữa của mặt số dial thì chúng ta cũng sẽ thấy một vòng tròn được thiết kế theo kiểu dạng quả địa cầu. Mà cái thiết kế này thì làm cho các bác nhớ đến thương hiệu Patek Philippe cũng có những cái mẫu mà ná ná như thế này đúng không ạ? Góc 12 giờ thì chúng ta sẽ có một cái ô open hood lộ ra bộ máy FC310 được bay trên nền máy Celita SW200 với tần số 28.800. Kìm trồi rất mượt, cùng với đó là độ sai số phải nói là cực kỳ ngon. Chỉ đâu đó quanh quẩn 10 đến 20 giây cho phép một ngày thôi, nhưng mà thông thường nó sẽ thấp hơn khá là đáng kể. Hơn nữa thì chiếc FC310 của chúng ta cũng sẽ có trang bị dạ quang trên đầy đủ cọc kim luôn các bác nhé. Đầy đủ cọc kim luôn. Tất nhiên là dạ quang trên những mẫu dress watch thì nó sẽ không được gọi là quá hoành tráng như những mẫu sport. Tuy nhiên thì vẫn là một chiếc đồng hồ có trang bị đầy đủ dạ quang trên toàn bộ cọc kim. Đây cũng sẽ là một cái ưu điểm của người anh em này. Dạ quang thì đánh giá ở mức gọi là ổn thôi, chứ còn để mà nói gọi là xuất sắc thì chưa. Có thể đó là một cái điểm trừ nhẹ nhẹ của mẫu FC310 New Highline này.
Mặt số thì nó sẽ có mặt màu trắng ngà, có nét gì đấy nó hơi vintage một chút. Và phía dưới thì chúng ta sẽ có dòng chữ cây công tăng cũng như là dòng chữ Geneva. Thì đây là một chiếc đồng hồ được sản xuất tại Thụy Sĩ rồi, tuy nhiên thì nó sẽ được sản xuất tại vùng Geneva, cái zone của đồng hồ Thụy Sĩ, cho nên nó sẽ có thêm dòng chữ Geneva ở đây. Bộ máy thì quá đẹp, thật sự các bác, là bộ máy được bay trên nền máy Seleta Aluminium 200 thôi, tuy nhiên thì FC đã làm design lại và trông nó đẹp mắt hơn, ấn tượng hơn rất là nhiều với quả văng vàng cũng như những thớ vân được làm trong phía trong của bộ máy. Ở đây thì chúng ta có Ferric Compton này, Highlight, đây là bộ sưu tập cuộc sống tự lưu đấy các bác nhé. Kính Sapphire này, FC 310. Con này thì cái phần này là gọi là model của vỏ vỏ đáy của con này. Thì đấy, bởi vì con này thì nó sẽ dùng chung cái nắp đáy này với những dòng như là 303 đấy, 310 này dùng chung với dòng 303, cho nên cái series đáy này thì nó sẽ được sử dụng cho cả hai dòng. Swissmade, sản xuất và lắp ráp tại Thụy Sĩ, trong nước 50 m, tương đương với 5 ATM. Về bộ máy thì con máy này thì sẽ có tần số 28.800, đầy đủ automatic và có tay, độ xoay số thì phải nói là cực kỳ tốt và ổn định. Gần như những cái dòng như là mẫu New Highline này thì nó rất ít khi gặp những cái lỗi vặt trong quá trình sử dụng, bởi vì thiết kế của nó gần như là nó sẽ lược bỏ tất cả mọi thứ, chỉ trang bị có ba kim thôi, không có lịch, không có moon phase, không có tí chức năng phụ nào cả. Thế nên với những con máy trơn như này thì nó sẽ khá là bền và lạnh, gần như sẽ giảm thiểu tối đa cái quá trình hỏng hóc trong quá trình sử dụng. Gần như những con máy này gọi là không có gì để mà học rồi. Đấy, thật sự các bác là như vậy. Ngon các bác nhá. Và giá chỉ có 32 triệu 500 ngàn thôi, trang bị 2 dây có chốt thông minh. New 100% full bốc. Giá chưa bằng một nửa so với mức giá niêm yết. Cân nhá các bác nhá. Bảo hành 24 tháng, miễn phí tất cả các lỗi, riêng dây vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện hàng fake. Các bác nhớ rõ nhé, đền gấp 10 là phát hiện hàng fake. Mọi thông tin liên hệ em để phía dưới phần tiêu đề. Tất nhiên là đối với những sản phẩm mà giá trị cao như thế này thì mong các bác thông cảm là bọn em sẽ có yêu cầu cọc hơi cao một tí, tầm 15 cho đến 20% giá trị của đơn hàng. Cái này thì mong các bác thông cảm cho em mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.